Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính chi phí dự phòng. Nội dung chi tiết của video này bao gồm thứ nhất là chúng ta tính chi phí dự phòng cho tổng đầu tư. Thứ hai là chúng ta tính chi phí dự phòng cho khi mà chúng ta làm hồ sơ đấu thầu. Cái thứ ba tôi sẽ giải thích tại sao trong thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành thì lại có công thức tính dự phòng số 2.11 dự phòng do yếu tố trượt giá đấy ạ. Thì tại sao lại lấy là chi phí dựng nhân với cái chỉ số giá dựng mà lũy thừa số 5 lên? Cái yếu tố mấu chốt là tại sao lũy thừa số 5 lên? Đấy. Thông qua một cái bảng tính Excel. Đấy. Và đặc biệt là tôi sẽ chỉ cho chúng ta một cái đường link tới cái file Excel đó để chúng ta có thể tải về và chúng ta dùng để tính cái chi phí dự phòng hoặc là chúng ta tính cái lạm phát trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Cái cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn cái cách thao tác tính chi phí dự phòng trong phần mềm dự toán G8 do công ty Hoàng Hà sản xuất. Thế thì để tính toán thì phần mềm dự toán G8 bắt buộc phải dựa vào những cái luật do chính phủ hoặc là do Bộ Xây dựng hoặc do các tỉnh họ công bố hoặc họ ban hành để tính toán. Thế thì cái việc tính toán chỉ số chỉ dự phòng, chi phí dự phòng hoặc là tính chỉ số giá xây dựng vân thì đều là hiện nay là phần mềm dự toán G8 tuân thủ theo hướng dẫn tại thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại thông tư số 06. Đây là một thông tư rất quen thuộc với các kỹ sư kinh tế xây dựng và nó rất quan trọng. Đây là một thông tư xương sống và có lẽ là gần như các kỹ sư phải nắm rất chắc nó, gần như học thuộc lòng nó. Thông tư 06 năm 2016 này thì là Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016. Và trong các cái bảng tính như là tổng hợp dự toán công trình hay là tổng đầu tư hay là dự toán gói thầu vân vân thì là Bộ Xây dựng đều yêu cầu là chúng ta phải tính cái chi phí dự phòng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là các cái bảng tính đó họ quy định như sao. Bảng đầu tiên là bảng 2.1 là bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Đấy. Thì bảng này là gồm thể hiện là chúng ta phải thể hiện được các cái chi phí xây dựng này, chi phí thiết bị này, chi phí quản lý dự án, tư vấn cũng chi phí khác và cuối cùng là chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng ở thể hiện mục 6 này thì gồm có chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh là mục 6.1 ký hiệu là GDP1. Và mục 6.2 là chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá ký hiệu là GDP2. Đấy. Thì cái chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh thì nó rất đơn giản. Thì chủ yếu nó chỉ là cỡ 5% đổ lại. Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong cái cách nhập cái 5% đó cho phần mềm G8. Còn video này tôi sẽ tập trung chính vào cái việc hướng dẫn chúng ta tính cái mục 6.2 là chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá GDP2 ở đây. Đấy, như vậy là bảng 2.1 cũng yêu cầu phải tính dự phòng. Hoặc là cái phần dự toán gói thầu thì chúng ta cũng phải thể hiện được cái dự phòng. Cụ thể là ở bảng 2.5 là tổng hợp dự toán gói thầu thi công xây dựng. Đấy. Thì cái dự toán gói thầu ấy là chúng ta phải thể hiện được cái chi phí dựng, chi phí hạng mục chung. Và mục 3 nhỏ là chi phí dự phòng, cũng gồm có mục 3.1 là dự phòng do khối lượng phát sinh và mục 3.2 là dự phòng do yếu tố trượt giá ký hiệu là GDP2 ở đây. Đấy. Thế như vậy là trước đây thì khi chúng ta làm một số đấu thầu thì chúng ta chỉ tính cái chi phí dựng thôi, chúng ta không phải tính cái dự phòng ở đây. Thế nhưng mà bây giờ với thông tư mới thì trong cái bảng dự toán gói thầu để chúng ta đem đi đấu thầu đấy ạ, thì chúng ta phải tính cái mục 3 nhỏ là mục chi phí dự phòng ở đây. Đấy. Và trong cái video này tôi tập trung chính vào cái mục là hướng dẫn các bạn cái việc tính dự phòng, kể cả là cho hồ sơ đấu thầu, kể cả dự toán cho tổng đầu tư. Thế thì bây giờ cái công thức để mà tính chi phí dự phòng thì là chúng ta tính thế nào? Thì chúng ta xem ở mục 6 là xác định chi phí dự phòng. Mục 6 này lưu ý là mục 6 ở trong cái phụ lục số 2. Tôi giờ một phụ lục số 2 để các bạn xem này. Đây, phụ lục số 2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng ban hành kèm theo thông tư 06/2016. Thì cái chi phí dựng công trình ở đây G xây dựng công trình
sẽ có cả chi phí dự phòng GDP ở công thức số 2.1. Trong đó cái GDP thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở cái mục 6 và công thức của nó là công thức số 2.9. GDP tức là chi phí dự phòng sẽ bằng chi phí dự phòng 1 cộng chi phí dự phòng 2. Trong đó dự phòng 1 là dự phòng do khối lượng phát sinh. Thì Bộ Xây dựng khuyến nghị cái tỷ lệ phần trăm cho khối lượng phát sinh thì chúng ta không vượt quá 5%. Có nghĩa là chúng ta được đặt từ 0 đến 5%. Tôi mở rộng thêm một chút là cái hệ cái tỷ lệ phần trăm KPS này này. Trước đây trong thông tư 04 năm 2010 cũ thì Bộ Xây dựng cho tối đa là 10%. Tuy nhiên thì cái thông tư mới là chúng ta lưu ý là chỉ còn tối đa 5% thôi. GDP2 là chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá. Thì ở đây cái công thức số 2.11 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta phải tính cái dự phòng này là dựa theo cái chi phí dựng mà nhân với cái chỉ số giá dựng lũy thừa số 5 lên. Thì chi tiết chúng ta xem ở cái phần giải thích các cái đại lượng T là gì, T nhỏ là gì, G xây dựng công trình là gì, chỉ số giá bình quân là thế nào, rồi cái số giá là như thế nào thì chúng ta sẽ xem thêm phía dưới. Trong đó cái chỉ số giá bình quân thì chúng ta xem ở công thức số 1.7 ở phụ lục 1 như sau. Thì đây tôi sẽ công thức 1.7. Đây công thức 1.7 đây. Chỉ số giá bình quân thì ở công thức 1.7 thì lát nữa tôi sẽ minh họa rõ hơn công thức này. Đấy. Bây giờ tôi quay sang cái việc là hướng dẫn cái cách tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong phần mềm. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái chỉ số giá bình quân, chỉ số bình quân. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cái công thức để tính chỉ số giá bình quân ở công thức 1.7 trong phụ lục 1 trong thông tư 06 năm 2016 là chỉ số giá bình quân sẽ bằng sigma của cái chỉ số của năm sau, chỉ số giá dự của năm sau chia chỉ số giá dự năm trước và cuối cùng là chia cho tổng số năm. Đấy, tổng số năm. Thế thì bây giờ cái công thức tính của nó như sau này. Ví dụ thời điểm chúng ta thi công công trình là năm 2016 thì chúng ta phải xác định được chỉ số giá dựng của 3 ít nhất là 3 năm gần nhất. Ví dụ như là từ năm 2013, 2014 và 2015. Đấy, chúng ta phải tính được cái chỉ số giá dựng bình quân dựa trên cái chỉ số giá dựng trong 3 năm gần nhất, ví dụ như là 2013, 2014, 2015. Đấy. Thì cái cách tính chỉ số giá bình quân là đầu tiên là chúng ta tính cái tỷ lệ sau chia tỷ lệ trước. Ví dụ như trường hợp này thì sau chia trước sẽ bằng hai con số này chia con số này. Tương tự như vậy, cái này sẽ bằng là cái chỉ số sau chia chỉ số trước và nó sẽ ra là 1.0476. Cái cuối cùng thì sẽ bằng là cái sau cái năm cuối cùng bằng cái chỉ số sau chỉ số trước. Tuy nhiên thì cái năm cuối cùng là cái năm thời điểm mà chúng ta thi công, cho nên là chúng ta chưa có chỉ số giá. Vậy thì cái chỉ số tỷ lệ sau chia trước ở đây thì sẽ bằng 1. Vì lý do là cái năm sau chúng ta chưa biết, cho nên chúng ta tạm giả thiết rằng cái năm sau nó không có thay đổi gì cả, cho nên là cái sau chia trước sẽ bằng 1. Đấy. Và cái chỉ số giá dự bình quân nó sẽ bằng cái tất cả các tỷ lệ sau chia trước này mà chia cho tổng số năm ở đây. Đấy. Giống như là cái công thức mà Bộ Xây dựng đã hướng dẫn ở đây, bằng sigma của cái tỷ lệ sau chia tỷ lệ trước mà chia tổng số năm ở đây. Đấy, chúng ta chia ở đây thì chúng ta được một cái chỉ số giá dự bình quân là 1.00952 ở đây. Đấy, đấy là cách tính cái chỉ số sau chia chỉ số giá dự bình quân. Thế còn để thao tác trên phần mềm G8 thì chúng ta thao tác như sau. Chúng ta bấm ví dụ chúng ta đang ở sheet công trình, chúng ta bấm sang sheet dự phòng. Sau đó chúng ta nhìn ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình có mục là nhập chỉ số giá phân bổ vốn. Đấy, tôi bấm đây. Thì đầu tiên là chúng ta nhập vào các cái thời điểm là các cái năm hoặc thậm chí là các quý. Đấy, sau đó chúng ta nhập chỉ số giá dựng của các năm hoặc các quý vào đó. Đấy, tôi lấy ví dụ những cái con số như thế này. Tuy nhiên là chúng ta lấy những cái con số chỉ số giá dựng này đâu?
thì có một tài liệu như sau. Tôi lấy ví dụ một cái tài liệu do Bộ Xây dựng công bố về chỉ số giá xây dựng đấy, quý 4 và năm 2010, năm 2010 công bố theo quyết định số 196 quyết định Bộ Xây dựng ngày 22 23 tháng 2 năm năm 2011 Bộ Xây dựng về chỉ số giá xây dựng. Đấy. Thế thì ở trang số 7 phía dưới này thì là tôi lấy ví dụ cái chỉ số giá xây dựng của Hà Nội đối với công trình dân dụng chẳng hạn, công trình đối với chỉ số giá xây dựng công trình. Đấy. Thì năm 2010 chẳng hạn thì đối với công trình nhà ở chẳng hạn thì là 162,54%. Công trình giáo dục là 172,36%. Vân vân thì chúng ta xem các cái công trình dân dụng này, công trình công nghiệp này, công trình giao thông này, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật vân vân. Và trong mỗi một cái nhóm, một cái loại công trình ấy, thì nó lại thể hiện từng cái nhóm công trình. Ví dụ dân dụng thì có là nhà ở, giáo dục, văn hóa, trụ sở, y tế, khách sạn rồi vân vân. Thì mỗi một cái nhóm công trình đó nó sẽ có một cái tỷ lệ, một cái chỉ số giá xây dựng cho năm đó ở cái cột cuối này. Đấy. Chúng ta có thể tham khảo cái chỉ số giá xây dựng này của Bộ Xây dựng hoặc của tỉnh mà cái chúng ta thi công công trình trên đó họ công bố để chúng ta đưa vào. Tôi lấy ví dụ công trình nhà ở đây là 162,54% cho năm 2010. Thì sang đây chúng ta sẽ nhập chỗ này là 2010 và chúng ta sẽ nhập cái chỉ số là 162,54 vào đây. 162,54 ở đây. Tương tự như vậy cho các năm khác thì chúng ta tra của các cái chỉ số giá của từng năm một và chúng ta nhập vào cái cột này. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Thế thì khi đó là chúng ta sẽ được một cái chỉ số giá dựng mới dựa trên là cái năm sau chia năm trước ở đây. Đấy. Đấy, chỉ số giá là như vậy. Trong cái mục là chỉ số giá xây dựng để tính thì chúng ta phải cộng thêm một cái mức biến động chỉ số giá. Thì cái mức biến động này là do Bộ Xây dựng quy định nói rằng là do các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước khuyến nghị. Thế thì các bạn có thể tham khảo các chuyên gia kinh tế để đưa thêm cái phần trăm vào. Mục đích là tăng cái độ an toàn cho cái việc dự phòng lên. Thì hiện nay tôi đang để con số là 0,05, tức là tương ứng với khoảng 5%, có nghĩa là chúng ta sẽ dự phòng thêm nó là 5 5% nữa. Ví dụ tôi điều chỉnh cái này đi một chút cho nó điều điều chỉnh cho nó phù hợp một chút. Đấy. Thế như vậy là sau khi chúng ta có chỉ số giá bình quân đây thì chúng ta sẽ đưa xuống cái cột là chỉ số giá bình quân đây. Và cái mức biến động chỉ số giá tôi vừa nói 5% thì chúng ta đưa vào đây. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tính cái dự phòng cho từng năm một. Thì bây giờ chúng ta lại quay sang cái thông tư số 06 về cái công thức tính. Đấy, chúng ta quay thông tư 06 Bộ Xây dựng. Thì công thức tính dự phòng do Bộ Xây dựng quy định đấy là gì? Chi phí dự phòng cho trượt giá sẽ bằng cái chi phí dựng phân bổ cho năm đó mà nhân với cả cái chỉ số giá dựng bình quân cộng với số ra, sau đó lũy thừa số năm lên và trừ đi một. Thì bây giờ chúng ta tính như sau. Tôi lấy ví dụ năm thứ hai ở đây thì nó bằng cái vốn phân bổ cho năm thứ hai đấy, tức là năm 2017 chẳng hạn đấy, nhân với cả F14 cộng G14, tức là chúng ta nhân với chỉ số giá bình quân cộng với cả cái mức biến động tôi tạm cho là 5%. Sau đó chúng ta lũy thừa A14, tức là chúng ta lũy thừa 2 năm. Đấy, thứ hai tức là năm thứ hai đấy ạ. Lũy thừa 2 lên. Đấy, và trừ 1. Đấy, thì đúng như công thức Bộ Xây dựng người ta hướng dẫn ở đây. Đấy. Và lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng một cái file Excel tại sao chúng ta lại lũy thừa cái 2 năm này lên và tại sao lại trừ đi 1. Thì tôi sẽ hướng dẫn. Đấy. Tương tự như vậy cái năm cuối cùng thì nó cũng sẽ lấy là cái vốn phân bổ cho năm cuối cùng đấy, mà nhân với cái chỉ số giá bình quân cộng mấy cái 5% biến động đấy, thêm vào, sau đó mũ lũy thừa 3 lên đấy, và tổng cộng thì nó cộng dồn lại thì trong các năm cộng lại thì chúng ta được là 478 triệu 900 à 192 nghìn ở đây đấy.
Thế còn cái để thao tác trên phần mềm để cái vốn phân bổ này thì chúng ta nhập vào cái mục là nhập chỉ số giá phân bổ vốn như sau. Thì ở cái bảng bên tay phải là bảng phân bổ vốn xây dựng thì chúng ta điền cái năm mà chúng ta dự kiến thi công vào đây. Ví dụ năm 2016, 2017, 2018. Tiếp theo chúng ta điền cái số vốn mà chúng ta phân bổ vào đây. Ví dụ năm 2016 chúng ta thi công là 119 triệu chẳng hạn, năm 17 cũng 119 và còn lại là năm 2018 thì chúng ta điền vào đây, sau đó bấm chấp nhận. Đấy, thì phần mềm G8 sẽ tính dựa trên cái vốn mà bạn phân bổ vào. Đấy, để ra được cái con số này. Đấy. Và cuối cùng thì cái con số này ấy, để nó sẽ đưa sang cái bảng tổng hợp dự toán công trình ở cái sheet tổng hợp kinh phí ở mục số 6 như sau. Mục 6.2 là chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, thì ở đây nó sẽ bằng là dự phòng H16, chúng ta kiểm tra lại dự phòng OH là ô này và O16, đây chính OH16 là đây, chính là 478 triệu 192 nghìn. Đấy, 478 triệu 192 nghìn ở đây. Đấy, thì nó tính nó đưa sang cái bảng tổng hợp dự toán công trình. Đấy, ở mục số 6. Đấy. Như vậy là khi mà chúng ta bấm sang cái bảng cái sheet dự phòng này thì dự phòng này là dự phòng cho tổng hợp dự toán công trình. Đấy, nó gần sát với tổng mục tư. Có nghĩa là nó dự phòng cho cả tất cả chi phí dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư dựng, bao gồm có cả khảo sát, có cả lập dự án, có cả thẩm tra phê duyệt, rồi thiết kế vân vân. Đấy, rồi là dự phòng cho cả các chi phí khác ở đây nữa. Đấy, như vậy là về cơ bản nó sẽ dự phòng cho gần như tất cả tổng mục tư. Đấy. Thế đấy, như vậy là cái chỗ này là cái phần dự phòng này là chúng ta tính cho dự phòng cho cả một cái dự án, tổng mức tư của cả dự án. Thế còn khi chúng ta làm hồ sơ đấu thầu thì chúng ta bấm sang sheet dự phòng thầu. Dự phòng thầu. Thì thao tác nó giống hệt như là cái việc mà chúng ta nhập cái dự phòng ở bên sheet dự phòng này. Tuy nhiên chỉ có khác duy nhất là cái vốn phân bổ này. Khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta phải hiểu rằng là cái vốn phân bổ này này là vốn phân bổ cho quá trình xây dựng công trình. Đấy, chứ nó không bao gồm quản lý dự án, lập dự án hay là báo cáo kỹ thuật hay là các chi phí khác nữa, mà nó chỉ cho dự phòng cho cái việc là xây dựng cái công trình đấy mà thôi. Đó, cho nhà thầu mà thôi. Đấy, chứ không phải là cho tổng mức tư. Thế như vậy là chúng ta nó chỉ khác cái dự phòng tổng tư là chúng ta nhập các cái năm chúng ta định thi công vào đây. Cái vốn phân bổ này là tương ứng với cái cột này thì tương ứng với là cái vốn mà chúng ta dự kiến là chúng ta trong những năm tới chúng ta thi công bao nhiêu chúng ta dự kiến chúng ta nhập vào đây. Sau khi bấm nhập vào đây xong thì chúng ta bấm chấp nhận. Và G8 sẽ tính dự phòng dựa trên cái chỉ số giá bình quân rồi là mức biến động chúng ta đã nhập. Chúng ta đã nhập và tính theo công thức như là bộ dự dẫn là gì, là lấy cái vốn phân bổ từng năm ở đây nhân với cả tổng của hai cái đại lượng là chỉ số giá bình quân với cả cái mức biến động 5% hoặc 4% hoặc 3% tùy các bạn. Đấy, sau đó thì lũy thừa cái số năm là A14 ở đây, lũy thừa 2 năm ở đây thì để ra được cái dự phòng cho cái năm thứ hai. Tương tự như vậy, lũy thừa 3 là cho năm thứ ba và cuối cùng nó cộng tổng ra được là 377 triệu 966 nghìn. Chúng ta thấy chỗ này là 377 triệu, còn bên này thì cái dự phòng cho tổng tư là 478 triệu, nó khác nhau. Đấy, bởi vì là cái này là 478, nó lớn hơn cái này vì lý do là cái dự phòng này nó bao gồm cho cả tổng mức tư, còn cái dự phòng này nó chỉ dự phòng cho quá trình xây lắp của đơn vị thi công của nhà thầu mà thôi. Đấy. Thế thì cái dự phòng này chúng ta thấy rằng nó nằm ở OH 16 đấy ạ. Đấy. Thì nó sẽ đưa vào đâu? Thì nó sẽ đưa vào cái dự toán gói thầu. Đấy. Như tôi giới thiệu lúc đầu thì dự toán gói thầu ấy là cái con số cuối cùng, con số này là con số cuối cùng để mà chúng ta đi bỏ thầu, con số này chứ không phải là cái con số mà ở từng ở cái bảng dự thầu này. Trước đây khi thông tư số 04 năm 2010 thì chúng ta chỉ tính chiết tính dự thầu, thế còn bây giờ chúng ta phải thể hiện thêm cái dự toán gói thầu nữa, bởi vì trong dự toán gói thầu ấy nó thể hiện được là chi phí dựng, chi phí hạng mục chung và ba nhỏ là chi phí dự phòng.
Trong cái chi phí dự phòng thì nó có mục là chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá. Thì chỗ này công thức link của nó là gì, là dự phòng thầu OH16. Đây, dự phòng thầu là 377 triệu 966 nghìn ở đây. Đây, 377 triệu 966 nghìn 972 đồng đây. Đấy. Thì nó link sang bên cái dự toán gói thầu để nó dự phòng thêm cho cái nhà thầu. Và cuối cùng cái giá trị gói thầu ấy nó bao gồm là nó bao gồm cả cái dự phòng này. Đấy. Và dự phòng này bao gồm cả dự phòng do khối lượng phát sinh và dự phòng do trượt giá. Đấy. Như vậy là khác với trước đây, là khi mà chúng ta in cái hồ sơ đấu thầu ra, trước đây chúng ta chỉ in chiết tính dự thầu. À, tôi đang ẩn cái sheet dự thầu đi, tôi vào hiển thị, hiện ẩn bảng, tôi hiển thị lên một chút để chúng ta nhìn cho rõ. Đấy. Thì trước đây chúng ta chỉ in chiết tính và dự thầu là xong. Nhưng bây giờ dự thầu đây, dự thầu này nó chưa đủ, bởi vì nó mới là cái chi phí dựng không thôi, nó thiếu mất cái chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Do đó là chúng ta phải, với cái hồ sơ mới bây giờ theo thông tư 06, chúng ta phải in thêm dự phòng thầu và dự toán gói thầu. Và đôi khi có thể là chúng ta phải in thêm cái hạng mục chung thầu để thể hiện riêng cái hạng mục chung trong gói thầu là bao nhiêu trong một bảng tính. Đấy, như vậy là có thể chúng ta phải in 1, 2, 3, 4 và 5 sheet tất cả. Đấy, thì mới ra được cái hồ sơ thầu của chúng ta. Đấy. Bây giờ tôi hướng dẫn thêm một chút nữa về cái dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh. Thì như lúc nãy trong thông tư của Bộ Xây dựng thì Bộ Xây dựng có nói là cái dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh này thì tối đa là 5%. Thế thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí lắp. Chúng ta điền là chi phí dự phòng. Đấy, cái hệ số chi phí dự phòng hiện nay tôi đang để là 5,7%, sai. Tôi để là 5%. Tôi bấm chấp nhận. Đấy. Chúng ta chờ một chút. Thế thì lúc này cái dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh là 5%. Đấy. Và tương tự như vậy cái dự phòng thầu, dự toán gói thầu thì cái dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh nó cũng là 5% thôi, chứ nó không phải 5,7% nữa. Đấy, thì nói tóm lại, để mà nhập cái khối lượng, cái dự phòng khối lượng phát sinh, các bạn vào menu công trình, hệ số chi phí lắp. Sau đó thì chúng ta điền cái tỷ lệ 5% hay 4% hay 3% vân vân cho các bạn quyết định. Đấy, tỷ lệ phần trăm miễn là nó nhỏ hơn 5%, nhỏ hơn được bằng 5%, vào cái ô hệ số chi phí dự phòng và bấm chấp nhận là xong. Đấy. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tại sao mà G8 lại dùng cái công thức tính chi phí dự phòng, trong đó ấy là lấy cái chi phí dựng phân bổ này nhân với cả cái tổng của chỉ số giá bình quân cộng với mức biến động, sau đó lũy thừa cái số năm này lên. Chúng ta thấy đây, lũy thừa A14, hoặc bên dưới này là lũy thừa A15. Đây, lũy thừa A15 lên. Tại sao nó lại không nhân với 3, không nhân với 2 mà nó lại là mũ 3, mũ 2, mũ 4, mũ 5 vân vân lên. Đấy, thì trước tiên là một điều đơn giản nhất là G8 tuân thủ theo cái sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng ở trong thông tư 06. Đây, chúng ta xem lại. Đây, cũng là lấy chỉ số giá bình quân cộng với số giá 3%, 5%, bao nhiêu phần trăm đấy, nhân với T. T là thời gian xây dựng công trình xác định được theo năm, theo quý. Đấy. Thế thì đầu tiên cái lý do là phải theo cái thông tư họ Bộ Xây dựng hướng dẫn đã. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là gì? Tại sao Bộ Xây dựng lại hướng dẫn cái công thức 2.11 này mà trong đó có mũ T này, chứ không phải là nhân T hay là trừ T hay cộng T, mà là mũ T lên, mũ 3 năm, mũ 4 năm lên. Đấy. Thì để giải thích cái công thức số 2.11 là nó lũy thừa số 5 này lên, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên một file Excel. Tôi mở cái file Excel mà tôi đã làm sẵn. Đây. Thì để giải thích cái công thức này thì tôi đưa một cái bảng tính Excel là công thức tính chi phí dự phòng, hay được gọi là cái tính lạm phát cho xây dựng công trình. Đấy. Đấy. Dự phòng chẳng qua là vì nó lạm phát cho nên chúng ta phải dự phòng do trượt giá mà thôi. Cái từ ngữ, thuật ngữ mà lạm phát với cả cái trượt giá thì thực chất đó là một mà thôi. Thế thì cái file Excel này là chúng tôi đã xây dựng và các bạn có thể tải về tại cái đường link là www.dutoangtam.com/ví dụ / tính lạm phát dự phòng.zip.
Ê, các bạn có thể tải về tại cái đường link mà tôi đang để trên màn hình, cái dòng số 4 này các bạn. Đấy, thì các bạn tải về tại đường link này. Đấy. Thế thì bây giờ để giải thích chi tiết tại sao nó có cái công thức đó, thì tôi tính một cái file Excel mà tính rất là chân phương, rất là đơn giản như sau. Tôi giả thiết rằng là cái chi phí xây dựng ban đầu ấy, giả thiết là cái năm mà người ta lập dự toán ấy là năm 2015. Đó, năm 2015. Và chi phí dựng tôi giả thiết là 1 tỷ đồng. Đấy, thì 1 tỷ đồng thì nó là nó tăng thành bao nhiêu, thì 10 tỷ đồng hay là 1.000 tỷ đồng chúng ta nhân lên thôi là xong thôi. 10 tỷ đồng chúng ta nhân 10 lần lên, mà 20 tỷ đồng chúng ta nhân 20 lần lên là xong. Và giả thiết rằng cái tỷ lệ lạm phát trung bình trong mấy năm đấy, mấy năm trước nó là 15%. Đấy, tỷ lệ lạm phát từ là trung bình là 15%. Đấy. Đấy. Thế thì tôi tính ý, cái số tiền xây dựng ban đầu là 1 tỷ, thì thử tính sau đó 5 năm, tức là từ năm 2016, 17, 18, 19 đến 20, thì cái số tiền này nó tăng thành bao nhiêu tiền thì mới là vừa, tức là mới đảm bảo cái giá trị tương ứng với 1 tỷ đồng của năm 2015. Đấy, chúng ta xem. Năm thứ nhất là năm 2016, chúng ta tính bằng cách là lấy 1 tỷ đồng cộng với 1 nhân 1 tỷ đồng này nhân với cả 1 cộng với cả cái 15%, tức là chúng ta cộng thêm 15% lạm phát vào. Năm 2017 thì chúng ta tính tương tự, là chúng ta lại lấy cái số tiền của năm 2016 nhân với cả 1 cộng với cái tỷ lệ lạm phát 15%. Tương tự như vậy cho đến năm 2020 thì tôi lại lấy cái số tiền đấy, quy đổi sang năm 2019 nhân với cả cái 1 cộng với cả cái 15% này. Đấy, công thức các bạn xem. Và điều đó đã thể hiện bằng con số trước mặt chúng ta là gì? Là sau có 5 năm thôi, từ năm 2015 đến năm 2020, thì số tiền mà chúng ta phải bỏ ra để thi công công trình đó ấy, từ 1 tỷ ban đầu, 1 tỷ tròn ban đầu, thành 2 tỷ 011 triệu. Đấy, tức là chúng ta phải thêm là bao nhiêu ạ? Chúng ta thêm đơn giản là 2 tỷ 011 triệu mà trừ đi 1 tỷ, thì chúng ta bị thêm mất 1 tỷ 011 triệu. Cái số lẻ tôi không tính, tôi nói số chẵn chẵn để chúng ta dễ hiểu, là chúng ta thêm hơn 1 tỷ nữa. Và cái cột cuối cùng là cột lạm phát, cột mất giá đấy, lạm phát tính theo phần trăm. Đây là lạm phát tính theo đồng, còn đây là lạm phát tính theo phần trăm. Thì cứ từ năm 1 năm đầu, tất nhiên nó mất 15%, thì cái này nó bằng 15% ở đây. Năm thứ 2 nó tăng thành 32%, tiếp theo năm 2, 40, à 70, xít soát 75, và cái năm cuối cùng là hơn 100%, 101,1%. Đó, đây là chính là cái số tiền mà bị mất đi. Đó. Hay là đây là tỷ lệ phần trăm mất đi, đây là số tiền mất đi. Thì có nghĩa là 1 tỷ thì nó phải thành 2 tỷ 11 triệu thì mới bằng, tức là cái giá trị đồng tiền lúc đó ấy, nó phải là 2 tỷ thì mới bằng cái giá trị đồng tiền năm 2015. Đấy. Thế thì nếu mà tính thế này, nếu mà sử dụng công thức tính như này ấy, thì có vẻ như nó đơn sơ quá và nó vất vả quá. Mỗi khi chúng ta muốn tính lạm phát hay là muốn tính cái dự phòng thì chúng ta phải lập cái bảng tính này, nó quá ư là vất vả và là không khoa học. Đấy. Cho nên từ cái việc mà tính như thế này, đấy, như thế này, thì chúng ta sẽ quy hồi để chúng ta ra được một công thức nó gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Công thức đó như sau này: FV sẽ bằng PV nhân với cả mở ngoặc 1 cộng IR mũ T. Đấy, trong đó cái FV là giá trị tiền trong tương lai, ví dụ giá trị tiền đến năm 2020. Đó. PV là giá trị tiền hiện tại, ví dụ như là tiền hiện tại năm 2015 là 1 tỷ đồng. IR là lãi suất trên 1 năm. Đấy, hay là lạm phát trên 1 năm. Đấy, lạm phát trên 1 năm, ví dụ như là 15%. Đấy. Và T là số 5. Đấy. Thế thì nếu áp dụng cái công thức FV bằng PV nhân với cả cái này mũ T đấy, thì chúng ta có số tiền đấy tính đến năm 2020, từ đây 2020 sẽ phải là gì ạ? 1 tỷ nhân với cả 1 cộng 15% mũ 5 lên. Chúng ta kiểm tra công thức ở đây. 1 tỷ này nhân với 1
cộng với cả cái 15% mũ A15 đây, mũ 5 năm lên, thì chúng ta cũng được một cái số tiền là gì ạ? 2.011.357.188 đồng. Thì con số này phù hợp, nó bằng khít con số này, cũng là 2.011 đây, triệu đây. Và đây là cái số tiền 1 tỷ đến năm 2020 nó phải là 2.011. Vậy thì ấy, dự phòng nghĩa là gì? Dự phòng chúng ta lấy cái 2 tỷ này mà trừ đi cái 1 tỷ này, nó ra dự phòng là 1.011.000.000 đây. Thế thì cái công thức tính dự phòng lúc đó ấy, nó sẽ chuyển đổi một chút là gì ạ? Là nó lấy cũng là công thức này, nhưng nó trừ đi 1. Trừ đi 1 để sao? Bởi vì đây là chúng ta trừ đi chính nó, trừ đi cái 1 tỷ ban đầu năm 2015 ấy, thì ra được phần dự phòng. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái con số 1.011.357.000 này nó trùng khớp với cái con số 1.011.357.000. Ok. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cuối cùng sau khi lập một cái bảng tính Excel đấy, và chúng ta tuân thủ theo một cái công thức chung ở đây, sau đó chúng ta trừ 1 thì chúng ta ra được cái con số là cái số tiền trong tương lai cũng như là cái dự phòng hay là cái lạm phát hay là cái trượt giá trong tương lai nó bằng nhau đấy, chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta quay trở lại thông tư của Bộ Xây dựng, chúng ta xem là thông tư đó có giống hệt cái công thức mà tôi đang để ở dòng số 29 này hay không. Chúng ta xem nhé. Cái 1 tỷ này nó đại diện cho gì ạ? Là chi phí dựng ban đầu. Đấy, nhân với cả cái này, nó chính là cái chỉ số giá dựng bình quân đấy, mà đã tính đến cái dự phòng thêm đấy, cái số ra đấy ạ. Và mũ 5 năm lên trừ đi 1, chúng ta kiểm tra lại. Đây. Bằng chi phí dựng nhân với cả cái chỉ số giá, cái lạm phát bình quân đấy ạ. Đấy, mũ 5 năm trừ đi 1. Đây, chúng ta kiểm tra. Đấy, như vậy cái công thức 2.11 này này nó trùng khớp với cả cái công thức mà tôi thể hiện ở đây. Đấy. Thế điều đó mình giải thích tại sao là chúng ta tính cái dự phòng lại là lũy thừa 5 năm lên. Đấy, lũy thừa T lên. Đấy. Và trừ đi 1 là trừ đi chính nó để là chúng ta tính ra cái phần dôi dư, đấy, cái phần gia tăng, cái phần trượt giá, phần lạm phát. Đấy, để chúng ta trừ đi 1 là vì thế. Thế thì cái công thức tính dự phòng để trong tổng mức tư cũng như là chúng ta tính dự phòng cho cái hồ sơ đấu thầu thì là đều chung một công thức giống như Bộ Xây dựng đã hướng dẫn. Đấy. Tôi mở rộng thêm một chút, vừa rồi trong cái file Excel này thì chúng ta đang tính cho cái chỉ số giá cái dự phòng hay là cái gọi là cái lạm phát trong xây dựng công trình ở Việt Nam, và cái đồng tiền ở đây là tôi tính là Việt Nam đồng. Đó. Và cái tỷ lệ lạm phát tôi giả thiết rằng 15%. Tất nhiên nó có thể là không tới 15% hoặc có thể hơn thì tùy theo cái thời điểm mà bạn làm công trình. Nó là bao nhiêu thì bạn điền ở đây thì nó sẽ ra cái con số, những con số này đều có công thức. Các bạn tải cái file này trên mạng về, được link đây. Đấy. Bây giờ tôi thay đổi một chút, cũng là cái bảng tính như này không sai một tí nào cả. Công thức tính, nhưng mà nếu tôi thay đổi nó bằng ở một cái quốc gia khác như là nước Venezuela năm 2016-2017 đây chẳng hạn, tôi ví dụ đây, thì công thức tính không thay đổi. Tôi chỉ thay đổi mỗi là đất nước, đó là đất nước Venezuela. Và cái đồng tiền ở đây tôi không để là đồng tiền Việt Nam đồng, mà tôi đổi thành cái đồng Bolivar. Và chúng ta nhớ rằng cái lạm phát của Venezuela năm 2016, năm 2015-2016 thì nó cỡ 750% trở lên. Có những cái tính toán khác của quốc tế thì họ có thể đưa ra tận hơn 1.000, 1.500, 1.600%. Tôi giả thiết rằng ở đây tôi chỉ để 750%. Nhớ rằng bên này chúng ta để có 15% thôi nhé. Bên này tôi để sang 750% thì xem thế nào. Và cái số tiền ở đây tôi không để là đồng nữa. Bên này tôi để là đồng. Thế nhưng mà bên này tôi để là Bolivar. Thì chúng ta xem là 1 tỷ Bolivar ban đầu đó, đấy, sau 5 năm đấy, chúng ta mường tượng đến năm 2020 ấy, thì 1 tỷ Bolivar ấy, nó sẽ thành bao nhiêu. Chúng ta thấy công thức tính không hề thay đổi. Công thức tính không hề thay đổi. Các bạn có thể tải về để các bạn xem công thức tính. Đó. Thế thì 1 tỷ Bolivar ban đầu nó sẽ thành bao nhiêu ạ? Chúng ta nhìn con số này ạ. Chúng thấy khủng khiếp là 44.000 tỷ. Hơn 44.000 tỷ. Gọi là 44.370 tỷ. Hơn một chút nữa. Và tôi chán, tôi không đọc các con số phía sau nữa.
Đây, bằng chữ là hơn 44.000 tỷ ở đây. Đấy, đấy là số tiền nó tương ứng sau 5 năm. Và cái mất giá hay là cái lạm phát tính theo Bolivar ấy, nó là bao nhiêu ạ? Đơn vị nghìn triệu tỷ. Thì nó cũng là 44.369 tỷ thôi. Tức là 70 trừ đi 1 gốc ấy, thì còn 69. Thì như vậy là sau 5 năm thì là nó phải tăng thêm thành là tăng thêm hơn 44.000 tỷ nữa. Và cái tỷ lệ lạm phát tính theo phần trăm, chúng ta thấy con số công thức không hề thay đổi. Công thức không hề thay đổi. Đấy, chúng ta xem công thức. Đấy, không hề thay đổi. Và chốt lại đến cái năm cuối, 5 năm sau ấy, thì chúng ta thấy là đơn vị nghìn triệu. Tức là cái chỗ này đã thành 4.436.953%. Chúng ta thấy con số khủng khiếp. Đây chính là con số phi mã. Lạm phát phi mã, siêu lạm phát xảy ra. Đấy. Và cái công thức tính FV bằng PV nhân với 1 cộng IR mũ T này thì nó vẫn đúng. Chúng ta thấy ạ, cái con số mà tổng số tiền ấy, tính theo Bolivar ấy, nó vẫn là 44.000 tỷ, 44.370 tỷ. Hai con số này khớp nhau, con số này, con số này khớp nhau. Và cái dự phòng hay là trượt giá hay lạm phát ấy, số tiền đấy ạ, nó cũng sẽ bằng nhau. Đây, tôi giảm đi một chút đây. Thì nó cũng là 44.369 tỷ. Đấy, hai con số này bằng nhau. Hai con số nó bằng nhau. Đấy, như vậy là công thức không thay đổi. Tôi chỉ thay đổi cái đồng tiền và cái tỷ lệ lạm phát thì chúng ta thấy một con số khủng khiếp. Và đấy có nghĩa là nói là tổng thống Venezuela đấy. Ông đấy sau 5 năm nữa thì ông ta phải bỏ số tiền là bây giờ 1 tỷ để xây dựng cầu hay đường hay trường học đấy, thì bây giờ sau 5 năm nữa ông ta phải bỏ ra 44.370 tỷ. Con số thật khủng khiếp. Với số tiền này chắc là phải sử dụng mấy xe container để chở đây thì mới đủ được 44.000 tỷ ở đây. Đấy. Như vậy là với video này tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách tính chi phí dự phòng. Đấy, cũng như là cái việc giải thích cái công thức tính mà Bộ Xây dựng đã hướng dẫn chúng ta ở đây. Đấy, cũng như là cách thao tác nhập cái chỉ số giá xây dựng dựa theo Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh công bố, cũng như nhập vốn phân bổ cho từng năm vào đây để phần mềm G8 tính cho chúng ta chi phí dự phòng. Đấy. Các bạn có thể xem lại cái đường link để các bạn tải về. Chúng tôi đã đưa lên mạng internet và các bạn tải về để chúng ta xem cái công thức tính ở đây. Tôi xin kết thúc cái phần tính, phần video hướng dẫn tính chi phí dự phòng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã sử dụng phần mềm dự toán G8 và đã theo dõi cái video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tới. Vâng, cảm ơn các bạn.